Abilities, hay như ở Việt Nam chúng ta gọi là những đặc tính của Pokemon, là yếu tố quan trọng để mang đến sức mạnh và tạo ra sự khác biệt, khiến cho chúng nổi trội hơn với những Pokemon cùng hệ, thậm chí là cùng loài ở những vai trò khác nhau. Số lượng đặc tính cho đến thời điểm này đã lên đến hàng trăm và vẫn tiếp tục tăng lên sau mỗi thế hệ. Trong số đó có những đặc tính cực kỳ hữu dụng, giúp cho những Pokemon vốn đã mạnh lại càng trở nên đáng sợ hơn, một số khác thì không được hữu dụng cho lắm. Song cũng có một số trường hợp những đặc tính rất đáng e ngại nhưng chỉ tồn tại ở một số Pokemon khá tầm thường và không thể phát huy được hết tiềm năng của chúng. Trong video này thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số đặc tính đang rất mong mỏi được những Pokemon mạnh hơn sở hữu nhé. Tôi sẽ bắt đầu danh sách bằng một đặc tính rất là quen thuộc và cơ bản, thậm chí đã được ra mắt từ rất sớm vào thế hệ thứ 3 khi mà lần đầu tiên những đặc tính được đưa vào game. Đó là Compound Eyes, nghĩa là mắt kép ở loài côn trùng, giúp cho chúng tăng phạm vi quan sát. Đặc tính này có tác dụng tăng 1,3 lần độ chính xác cho tất cả các chiêu thức, ví dụ như từ 50% sẽ lên 65%, 70% sẽ lên 91% và từ 77% trở lên sẽ trở thành 100%. Compound Eyes thường sẽ khiến cho anh em liên tưởng đến Butterfree, giúp cho nó có thể thả phấn ngủ với độ chính xác là 97,5%. Butterfree cũng là một trong những Pokemon đầu tiên sở hữu đặc tính này và là con duy nhất có vẻ dùng được vào thời điểm ra mắt, bởi vì những gương mặt còn lại là Venonat và Nincada, những Pokemon cấp 1 và chúng nó sẽ mất Compound Eyes khi mà tiến hóa lên. Cho đến thời điểm hiện tại ở thế hệ thứ 8 thì số lượng Pokemon sở hữu đặc tính này cũng không có nhiều, chủ yếu là những Pokemon hệ bọ rất yếu như là Dustox, Vivillon và mạnh nhất có lẽ là Galvantula. Đây là Pokemon duy nhất trong danh sách có chỉ số ra hồn, nhất là có tốc độ khá khá, và nó có thể tận dụng Compound Eyes để đảm bảo những chiêu thức quan trọng như là Thunder Wave và Electro Web sẽ không bao giờ đánh hụt, cũng như là chiêu Thunder sẽ được tăng từ 70% lên 91% độ chính xác. Và đó là tất cả những gì mà nó có thể tận dụng được ở đặc tính này, cũng không có nhiều lắm. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì Compound Eyes sẽ cực kỳ mạnh trên một Pokemon hệ đá, khi mà các chiêu thức của hệ này rất là hay trượt. Sức mạnh của một song hệ sẽ được đánh giá dựa vào việc nó khắc chế được càng nhiều kèo càng tốt và càng ít bị kháng càng tốt. Với đặc tính Tinted Lens thì Pokemon sở hữu có thể gần như bỏ qua điều kiện thứ hai, bởi vì nếu chiêu tấn công của nó bị kháng thì sát thương sẽ được tăng lên gấp đôi như là đánh bình thường. Còn những trường hợp hiếm hoi mà bị kháng X4 thì cũng sẽ chỉ còn X2. Nôm na là đòn tấn công của những Pokemon sở hữu đặc tính này sẽ gần như không thể kháng được, khiến cho việc đối thủ đảo Pokemon ra để chế ngự sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Anh em có thể tưởng tượng là những Pokemon với hệ công kích vốn kém hiệu quả như là cỏ, bọ hay là thép có thể tận dụng tối đa sát thương cùng hệ của mình khi mà mang đặc tính này mà không cần đến nhiều chiêu bổ trợ. Kiểu như đây là phiên bản nhà nghèo của Adaptability vậy, đồng thời kết hợp cực tốt với những trang bị như là Choice Pack hay là Choice Band, bởi vì việc đổi chiêu sẽ gần như là không cần thiết nữa vì chúng nó có kháng được đâu. Và cũng gần như toàn mấy con bọ mới có đặc tính này. Chúng ta lại gặp lại Butterfree và Venonat cùng với dạng tiền hóa là Venomoth, thêm cả Motim, Illumise và Yanmega. Bên cạnh đó là hai con không phải bọ, Noctowl và Scizolift. Trong đám này thì có lẽ Scizolift là tận dụng đặc tính hoàn hảo nhất, bởi vì song hệ siêu linh và bay không bị kháng X4 bởi bất kỳ Pokemon nào, còn Yanmega thì lại có bộ chỉ số tuyệt vời nhất. Tuy nhiên cả hai Pokemon này đều sở hữu những đặc tính hữu dụng hơn, đó là Magic Guard và Speed Boost. Và thực sự mà nói, kể cả khi mang hai đặc tính kia thì chúng nó cũng không thực sự đáng gờm cho lắm, cho nên việc dùng Tinted Lens lại càng ít thấy hơn. Cứ thử ném cái đặc tính này cho Katana đi, rồi nó sẽ cho anh em biết ai là bố. Fur Coat và Ice Scale kiểu như là tấm tường chắn Reflect và Light Screen nội tại cho Pokemon của anh em vậy. Fur Coat sẽ giảm một nửa sát thương vật lý nhận vào, còn Ice Scale thì cũng giảm một nửa như vậy nhưng ở màn đặc biệt. Hai đặc tính này có thể biến Pokemon sở hữu thành bức tường cực kỳ trâu bò, với cái mũ bảo hiểm trên đầu sẽ khiến cho đối phương gãy tay khi mà cố gắng hạ gục nó nhưng mà vẫn cứ chơi chơ, hoặc cũng có thể tạo điều kiện để gia tăng chỉ số, cũng như là kích hoạt Weakness Policy một cách dễ dàng. So, những Pokemon nào có sở hữu cái đặc tính này? Fur Coat chỉ tồn tại ở hai Pokemon, đó là Furfrou và Alolan Persian. Nếu như được đầu tư full thủ thì hai Pokemon này có thể ăn được hai phát Precipice Blade của Primal Groudon mà vẫn không nằm. Tuy nhiên Furfrou thì không có sát thương dưới mọi hình thức hay là bất kỳ thể loại hỗ trợ đáng kể nào, nên có thể nói đây là một cái bị bông không hơn không kém. Còn Alolan Persian thì khá hơn khi mà nó có thể đóng vai trò support nhanh nhẹn và lì đòn,
quấy phá đối thủ bằng những chiêu như là fake out, taunt, parting shot, cũng như là tấn công chúng bằng sức mạnh của chính chúng với chiêu foul play. Tuy nhiên thì cũng không thể nói rằng đây là một Pokemon đáng e ngại được. Ice Scales thì là đặc tính độc quyền của nhà Frostmourne. Thủ đặc biệt cơ bản của Pokemon này vốn đã rất khá, kết hợp với Ice Scales thì nó lại trâu thôi rồi. Có thể tạo ra rất nhiều cơ hội thi triển Quiver Dance khi mà đối mặt với những Pokemon thiếu bổ trợ hệ lửa và đá. Bởi vì đây là hai cái điểm yếu chí mạng X4 của Pokemon này, do nó mang cái song hệ bọ và băng cực kỳ nhiều sơ hở, là một điểm trừ rất lớn. Với cả đấy cũng chỉ là trên lý thuyết thôi, chứ thực hành thì cũng rất khó để kiếm được cái kèo nào thiếu sót đến thế để mà tận dụng. Lắm khi chưa cần đánh mà chỉ cần dẫm vào mấy cái cục đá trên sàn cũng khiến cho Frostmourne bay một nửa cây máu rồi. Nhất là chừng nào những Pokemon như Incineroar và Tyranitar còn được ưa chuộng thì cái ngày mà Frostmourne có thể chui ra khỏi hang vẫn còn rất xa vời. Hoặc là anh em có thể đợi lên Gen 9 và đổi hệ của nó. Water Bubble, bong bóng nước, đặc tính độc quyền của nhà Araquanid có tác dụng rất là dễ hiểu, giảm một nửa sát thương lửa nhận vào và tăng gấp đôi sát thương nước bắn ra, đồng thời miễn nhiễm với bỏng. Nghe rất là khủng khiếp phải không nào? Thậm chí đặc tính này còn là phiên bản siêu việt hơn của Heatproof khi mà Heatproof chỉ có mỗi giảm đam lửa thôi. Bất cứ Pokemon hệ nước nào chỉ cần tầm trung thôi mà sở hữu được Water Bubble cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, với những chiêu nước có thể cuốn trôi mọi đối thủ mà không kháng được X4. Araquanid cũng là một Pokemon hệ nước, chính xác hơn là hệ bọ và nước. Với cái chỉ số nhìn thì khá là hẻo, đó là 70 công vật lý và 50 công đặc biệt cơ bản. Nhưng mà anh em đừng quên rằng Azumarill cũng chỉ có công cơ bản là 50 mà thôi. Sau khi được đầu tư Full Nature và IV nhân gấp đôi lên thì cũng là một con số đáng nể. Có điều Azumarill nó còn có Aqua Jet để vượt qua điểm yếu tốc độ của mình khi cần thiết. Còn Araquanid thì không, và tốc độ cơ bản của con này chỉ có 42 mà thôi. Còn một chiêu trò nho nhỏ nữa của chú nhện là nó có thể biến đặc tính của mục tiêu thành giống như mình với chiêu Entrainment, nên hoàn toàn có thể đem bao bóng nước ném cho Kyogre chẳng hạn. Nhưng mà ngay cả khi đầu tư Full Speed cộng với Choice Scarf thì Araquanid vẫn chậm hơn Kyogre rất nhiều, cho nên cũng không ăn thua lắm. Có vẻ như chủ đề hôm nay toàn dính vào mấy con hệ bọ. Thôi thì thêm một cái nữa nhé. Shieldust sẽ giúp cho Pokemon sở hữu không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đi kèm từ những chiêu thức tấn công của đối thủ. Nghe thì có vẻ hơi lằng nhằng nhỉ? Để tôi ví dụ, nếu như đối thủ dùng Thunder Wave là một chiêu thức hiệu ứng chỉ có tác dụng là gây tê thì Pokemon vẫn sẽ dính như thường. Nhưng nếu như họ dùng chiêu Nuzzle là một chiêu tấn công, gây sát thương và có hiệu ứng đi kèm là gây tê thì những Pokemon có đặc tính Shieldust sẽ không bị dính cái tê đi kèm đấy. Ngoài Nuzzle thì vẫn còn rất nhiều những chiêu thức tương tự được dùng thường xuyên trong chiến đấu. Anh em có thể tưởng tượng ra việc không bị bỏng bởi Scald, không bị flinch bởi Fake Out, không bị giảm tốc độ từ Icy Wind và Electro Wave, hay là những cú đóng băng có thể khiến cho mình đang thắng thành thua nó đã như thế nào không? Mình có thể thoải mái làm bất kỳ thứ gì mình thích mà không cần phải lo bị phá chiến thuật bởi những thứ khó chịu nữa. Những Pokemon đang sở hữu đặc tính này thì cũng không ai xa lạ, mà vẫn là những gương mặt thân quen nãy giờ chúng ta nói đến. Vẫn là Venomoth, Dustox, Vivillon và Frostmourne. Gương mặt mới duy nhất ở đây là Ribombi, cũng là Pokemon tiềm năng nhất trong nhóm với tốc độ cực kỳ cao. Tuy là cả công và thủ của Pokemon này không lớn, nhưng mà nó cũng có một số chiêu trò đáng e ngại như là thả Sticky Web lên sân đội bạn, thả Sunspore gây tê, hay là nhảy múa tưng bừng với Quiver Dance mà không lo bị cản trở. Nếu như con Ribombi mà còn có thể trở nên đáng lo ngại với đặc tính này thì anh em hãy tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu như Shieldust rơi vào những Pokemon mạnh cỡ Volcarona chẳng hạn. Mà thật ra thì cũng không cần phải tưởng tượng quá nhiều đâu, bởi vì thế hệ thứ 9 Pokemon Scarlet và Violet sẽ mang đến một trang bị có tác dụng y hệt đặc tính này, đó là Covert Cloak, để cho mọi nhà đều có thể trải nghiệm cảm giác tự do không âu lo muộn phiền. Anh em nghĩ Pokemon nào sẽ tận dụng trang bị này tốt nhất? Hãy comment phía dưới cho mọi người cùng biết nhé. Trong Pokemon, nhất là trong đấu đơn, đổi Pokemon là cái chuyện xảy ra rất thường xuyên, và đặc tính Stakeout sẽ khiến Pokemon sở hữu tăng gấp đôi sát thương tấn công lên những đối thủ vừa được tung ra sân. Anh em có thể hình dung ra bất cứ Pokemon càn quét nào trong đấu đơn cũng sẽ không thể bị chế ngự với đặc tính này, chỉ cần nó hạ gục được một Pokemon là sẽ kéo theo cả một chuỗi phía sau, hoặc là đối thủ sẽ phải ngay lập tức dùng Protect mỗi khi tung ra một Pokemon mới. Tuy nhiên không giống như trong đấu đôi, ở trong đấu đơn rất ít Pokemon mang theo cái chiêu này.
Đặc tính stack cao cũng sẽ trừng phạt những chiến thuật rỉa máu bằng U-turn hoặc là vôn switch của những Pokemon tốc độ cao như là Meowth và Regieleki sẽ ngay lập tức hủy diệt Pokemon thế chỗ chúng nó. Mấu chốt là mình phải chịu được cái đòn U-turn đấy đã. Và hai Pokemon sở hữu đặc tính này thì hoàn toàn không thể chịu đòn, đó là Gamsu và Thievul. Cả hai Pokemon trên đều là Pokemon cơ bản ở đường 1 dành cho những người mới bắt đầu cuộc hành trình. Chúng có chỉ số thấp lè tè, đặc biệt là ở mặt phòng thủ. Thêm nữa thì Gamsu lại cực kỳ chậm chạp, để nó có thể tấn công được Pokemon đối thủ mới đảo ra thì bản thân của nó cũng sẽ phải ăn đòn trước. Còn Thievul sở hữu tốc độ nhỉnh hơn, nhưng lại là hệ bóng tối cho nên sẽ no đòn và chơi U-turn hệ bọ. Nếu như cái đặc tính stack out này được sở hữu bởi một Pokemon nhanh nhẹn và có chiêu thức ít bị kháng như là hệ ma của Gengar chẳng hạn, thì có lẽ là nó sẽ tạo ra một cơn ác mộng trong mảng đấu đơn. Ok, cái đặc tính này là một trường hợp khá đặc biệt bởi vì nó quá bá đến mức những Pokemon sở hữu nó dù siêu yếu cũng có thể trở nên bá đạo, cho nên có thể nói là không thể được sở hữu bởi những Pokemon mạnh bởi vì như thế sẽ phá game mất. Ở cuối mỗi lượt, Pokemon sở hữu Moody sẽ được tăng 2 bậc cho một chỉ số ngẫu nhiên và giảm 1 bậc của một chỉ số ngẫu nhiên khác, tức là anh em vẫn sẽ lãi 1 bậc. Vậy nên chỉ cần biết câu giờ tốt, mọi Pokemon với đặc tính này đều sẽ trở nên cực kỳ trâu, cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe. Thực tế thì cái đặc tính này hiện tại là đã bị nerf rồi đấy. Trước Gen 8 thì nó còn có thể tăng được cả né tránh. Chỉ cần được tăng vào cái này một lần thôi là đủ khiến cho đối phương vò đầu bứt tai bởi vì không thể đánh trúng Pokemon của anh em rồi. Lúc đấy thì câu giờ tiếp nó lại là dễ. Những Pokemon sở hữu đặc tính này là Glalie, Octillery, Smeargle và gia đình nhà Bibarro. Như tôi đã nói thì bất kỳ con nào trong số này đều có thể bá được sau một hồi spam Protect và Substitute, cắn táo hồi máu, với cả cũng đòi hỏi một chút may mắn nữa. Cho nên nó chủ yếu phụ thuộc vào người sử dụng, chứ cũng khó mà xác định được con nào là tốt nhất cả. Thật ra là Smeargle, bởi vì cái con này nó học được tất cả các chiêu mà, nó có thể hồi máu với cả du ngủ các kiểu. Cơ mà dù sao thì cũng khá chắc kèo là không bao giờ có chuyện những cái con kiểu tóc sạc bách với cả Blissey nó chạm được vào cái đặc tính này đâu. Ok, tôi biết là những đặc tính trên nó chỉ được sử dụng cho những Pokemon yếu nói trên vì lý do hiển nhiên đó là cân bằng game, nhưng mà nó vẫn là chủ đề khá thú vị để nói, và ít ra nó vẫn còn đỡ hơn là những cái con vốn đã yếu mà lại còn có đặc tính ngớ ngẩn, kiểu như cái con chim cánh cụt ông già Noel này này, nó có tận hai đặc tính chống ngủ để có thể thức cả đêm đi phát quà cho trẻ em đấy. Cơ mà vừa rồi cũng chỉ là một vài ví dụ thôi, còn rất nhiều trường hợp đặc tính như thế này nữa, anh em nào có bổ sung cho tôi thì hãy comment ở phía dưới nhé, biết đâu gom được đủ cho phần 2 thì sao. Còn video này thì cũng đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ. Bây giờ thì... Thầy Củ...